chuyện. Thôi cho 1 triệu để tiêu vặt. Ờ, ok, xin vào nhá. Không mà này, em bảo này. Ờ. Anh rượu anh có uống không nhỉ? Không, cô hiểu ra đâu. À, thuốc lá anh hút không nhỉ? Không, thuốc lá hút thì mùi có mà chết toi à. Đi viện chết. Xăng xe này em cho tiền rồi nhỉ? Ờ, hôm trước cho 30.000 rồi. Thịt thào anh phải mua không? Không, em đi chợ, anh không đi chợ. Đóng thịt thào cho con anh có đóng không? Không. Dạo này con hay đi cả uống cà phê không? Không, bạn bè anh nghỉ hết rồi. Thế cầm tiền để tiêu làm cái gì? Ôi giời ơi! Anh Quang! Anh Quang!